Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Tổng Trọng dám cứng đầu với họ Tập trong chuyến thăm Việt Nam. Đó có phải là sự thắng lợi hay không? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12. Hai bên đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó lãnh đạo hai đảng nhà nước khẳng định khái niệm cộng đồng chia sẻ tương lai và có ý nghĩa chiến lược. Truyền thông quốc tế thì cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình có mục đích tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, một quốc gia cùng ý thức hệ cộng sản với Trung Quốc. Trước khi ông Tập đến Hà Nội, tờ báo Nhân dân và một số tờ báo khác của Việt Nam đã đăng một bài viết được cho là ông Tập Cận Bình gửi đến. Trong đó, ông Tập ví von chuyến thăm này giống như họ hàng, láng giềng, vừa là đồng chí, vừa là anh em hai nước núi liền núi, sông liền sông, như mồi với răng. Theo giới quan sát, đây là một thông điệp của ban lãnh đạo Trung Nam Hải cho thấy họ muốn khẳng định sẽ tiếp tục kìm Việt Nam chặt chẽ hơn. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam trong lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 12. Một nội dung đáng chú ý trước chuyến thăm được giới phân tích và cộng đồng mạng tranh luận rất nhiều, đó là khái niệm cộng đồng chung vận mệnh mà ban lãnh đạo Bắc Kinh đưa ra và kiên trì hơn 10 năm qua. Đột nhiên phía Trung Quốc lại thay bằng một cụm từ khác, đó là cộng đồng chia sẻ tương lai. Khái niệm này được coi là ít đòi hỏi khắt khe hơn và cũng giúp giảm bớt sự phản đối của dư luận xã hội ở Việt Nam trong nguy cơ Hà Nội trở lại vòng cương tỏa của Bắc Kinh một lần nữa. Vì sao hai bên đã đi đến nhất trí xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai thay cho khái niệm cũ là cộng đồng chung vận mệnh? Theo một hãng tin quốc tế, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về các vấn đề chính trị và chiến lược của Việt Nam từ Viện Israel của Singapore cho rằng khả năng người dân Việt Nam chấp nhận chung vận mệnh với Trung Quốc là rất thấp, thậm chí là không hề có. Ông Hiệp đã nhận định như sau: sự mất lòng tin của Việt Nam đối với Trung Quốc ngày càng sâu sắc và theo quan điểm của người dân Việt Nam còn rất ít hoặc không có chung vận mệnh giữa hai nước, chừng nào Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên phần lớn Biển Đông. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đưa ra nhận xét cộng đồng chia sẻ tương lai và cộng đồng chung vận mệnh giống nhưng cũng khác nhau. Ông Hà Hoàng Hợp giải thích, ý đồ của Trung Quốc là vẽ lên một bức tranh về thế giới nhằm mục tiêu thách thức trật tự thế giới đã có từ năm 1945. Đây là điều quan trọng nhất, mà cái ý đồ thách thức này gồm hai phần. Trung Quốc muốn xây dựng một trật tự thế giới mới, Trung Quốc muốn dẫn dắt lãnh đạo trật tự mới này. Đấy là hai ý đồ căn bản của phía Trung Quốc. Trên mạng Facebook, trước, trong và chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phản đối và đưa ra cảnh báo về chuyến thăm này. Công luận thấy rằng đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam hiện nay thể hiện sự thực dụng nhưng không khôn ngoan, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang tranh giành ảnh hưởng đối với Việt Nam. Đại đa số người dân Việt Nam bày tỏ thái độ công khai chống Trung Quốc, cả trên mạng xã hội cũng như trên đời thực. Điều đó chắc chắn có ảnh hưởng tới đường lối cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tạo ra mối đe dọa do chế độ. Do vậy, lãnh đạo Hà Nội đang cố gắng tạo ra sự cân bằng trong việc đi dây và giảm nhiệt áp lực của dư luận. Người dân Hà Nội đã từng biểu tình phản đối Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam vào những năm 2017. Việc Hà Nội được Bắc Kinh phải thay thế khái niệm cộng đồng chung vận mệnh bằng khái niệm mới là cộng đồng chia sẻ tương lai. Dù không khác nhau về bản chất nhưng rõ ràng đây là một thắng lợi của phía Việt Nam, ít nhất là về mặt ngôn ngữ. Điều đó cho thấy thái độ của lãnh đạo Việt Nam vốn luôn ở tâm thế răm rắp tuân theo Bắc Kinh nay tỏ ra dám cứng đầu hơn. Nhưng cũng có thông tin cho rằng ngôn ngữ dùng khi dịch ra tiếng Việt khác nhau nhưng thực chất thì vẫn là một. Điều đó phần nào cũng cải thiện được về mặt tâm lý đối với người dân Việt Nam vốn không chấp nhận mối quan hệ quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Điều này cũng cho thấy Hà Nội đã chuẩn bị một chiến lược được cân nhắc kỹ, vừa giảm bớt tâm lý bài Trung Quốc của người dân, vừa đảm bảo thế cân bằng cho quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong lúc cạnh tranh giữa hai cường quốc này đang ngày càng căng thẳng. Một hãng tin quốc tế lưu ý tiếp, vào thời điểm này, truyền thông của đại lục vẫn kiên định sử dụng cụm từ cộng đồng chung vận mệnh để mô tả sự thành công trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Điều đó càng khẳng định thêm cho nhận định vừa nêu trên.
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tổng Trọng dám cứng đầu với họ Tập trong chuyến thăm Việt Nam là sự thắng lợi hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Việt Nam có chung vận mệnh với Trung Quốc là điều khó có thể đảo ngược. Vấn đề Biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nên Trung Quốc dứt khoát phải lôi kéo bằng được Việt Nam trở thành thành viên của cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc. Bởi Việt Nam là quốc gia có đường biển dài ở Biển Đông và đóng vai trò cửa ngõ ra biển đối với Trung Quốc. Việc Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới Việt Nam trước một ngày so với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là việc không bình thường. Ông Hun Manet thăm Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12, còn ông Tập thăm Việt Nam từ 12 đến 13 tháng 12. Giới quan sát nhận định rằng khả năng cao sẽ có cuộc đàm phán tay ba giữa Tập Cận Bình, Hun Manet với giới chức lãnh đạo tại Hà Nội. Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 12. Trước đó, truyền thông quốc tế vào ngày 8 tháng 12 đưa tin tàu chiến Trung Quốc có mặt tại căn cứ Hải quân Riem của Campuchia để huấn luyện kèm theo nhận định. Cho đến nay, không có tàu chiến nước nào được biết là đã được phép tiếp cận căn cứ Hải quân Riem. Ở khu vực Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam vẫn chưa trở thành thành viên của Hội đồng chung vận mệnh với Trung Quốc. Trong khi đó, các quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Lào và Campuchia đã đồng thuận từ lâu. Được biết, từ năm 2019, Trung Quốc đã có những phát biểu và hành động tỏ rõ chủ trương Bắc Kinh muốn gắn kết mang tính định mệnh, coi hướng đi của các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc gắn chặt với nhau. Mới đây, tại BBC cũng dẫn ý kiến của chuyên gia khẳng định rằng Trung Quốc đã muốn Việt Nam tham gia cộng đồng chung vận mệnh trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ năm 2017. Cho nên, không phải là điều khó hiểu nếu trong chuyến thăm Hà Nội lần này, Chủ tịch Trung Quốc sẽ đặt lại vấn đề cộng đồng chung vận mệnh với lãnh đạo của Việt Nam, trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn phát triển ổn định bất chấp các bất đồng trên Biển Đông. Với những căng thẳng ở trên Biển Đông, Việt Nam có trở thành mối đe dọa làm tan vỡ hy vọng của Bắc Kinh trong việc duy trì vị thế chiến lược để cạnh tranh với Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Điều này đã buộc Trung Quốc phải hết sức quan tâm và giải quyết triệt để vấn đề cộng đồng chung vận mệnh với Việt Nam. Đó chính là lý do tại sao Việt Nam có gia nhập cộng đồng chung vận mệnh trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình hay không, chính là vấn đề hết sức mấu chốt và quan trọng hàng đầu. Việt Nam buộc phải chấp nhận đưa khái niệm cộng đồng chung vận mệnh vào trong tuyên bố chung của Việt Nam và Trung Quốc sẽ được coi là sự thừa nhận chính thức của Hà Nội đối với nền tảng trật tự mới của Bắc Kinh đặt ra. Dưới phân tích thì khẳng định chắc chắn cuối cùng thì Hà Nội cũng phải nhắm mắt đưa chân gia nhập cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc cùng 5 quốc gia ASEAN khác. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Như vậy là có thể thấy rằng Trung Quốc rất nỗ lực và đang quyết tâm phải lôi kéo bằng được Việt Nam, buộc Việt Nam phải trở lại vòng kiểm tỏa của Trung Quốc. Trong khi trước đó, Việt Nam có các biểu hiện nghiêng về phương Tây và Hoa Kỳ, đồng nghĩa với việc rời xa Bắc Kinh. Trung Nam Hải buộc phải để Tập Cận Bình xuất tướng để thể hiện sự thân thiết hơn trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng theo kiểu chính sách ngoại giao nước lớn, cây gậy và củ cà rốt. Việc Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới thăm Việt Nam có một ngày trùng với lịch làm việc với Tập Cận Bình, đó là ngày 12 tháng 12, làm dấy lên những tin đồn đoán cho rằng rất có thể sẽ có một cuộc gặp tay ba trên đất nước Việt Nam bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Sự có mặt của Thủ tướng Hun Manet tại cuộc họp tay ba nếu có là thông điệp cứng rắn của ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh chính thức đưa ra với Hà Nội. Theo đó, nếu Việt Nam tiếp tục liên minh với phương Tây và Hoa Kỳ để bao vây Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ sử dụng con bài Campuchia, lập tức bao vây và thọc sườn Việt Nam. Hơn nữa, các động thái gần đây của Campuchia ngày càng khẳng định nhận định trên hoàn toàn có cơ sở. Ví dụ như việc Campuchia
đang triển khai kế hoạch xây dựng kênh đào Phù Nam Thích Thô nối từ sông Mekong ra vịnh Thái Lan. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, hủy hoại hoàn toàn môi trường sinh thái và nhiều hệ lụy khác ở đây. Ngoài ra, Campuchia còn cho phép Trung Quốc sử dụng quân cảng Riem, mà thực chất là một căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt ở nước ngoài. Căn cứ này có thể uy hiếp trực tiếp khu vực Tây Nam của Việt Nam, từ đó tấn công sang rất nhanh. Người dân Hà Nội biểu tình phản đối Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam từ những năm 2017. Với Bắc Kinh, nếu Hà Nội có biểu hiện liên kết với nước khác nhằm thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Trung Quốc, cũng như đi ngược lại những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, thì họ sẽ lập tức sử dụng vũ lực quân sự với Việt Nam ngay và luôn. Đó là nhận xét của một số người. Trong quá khứ, vào cuối năm 1978, Trung Quốc kích động Khmer Đỏ tấn công biên giới Tây Nam của Việt Nam. Sau đó, Đặng Tử Bình đã phát động tấn công trên toàn tuyến biên giới Bắc Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, ngay sau khi Việt Nam ký kết hiệp định liên kết với Liên Xô để chống lại Trung Quốc. Do đó, khi thấy Việt Nam trở nên thân thiện hơn với phương Tây và Hoa Kỳ, thì Trung Quốc đã sử dụng con bài Campuchia để mà kiềm chế, cảnh báo, đồng thời nhắc Việt Nam chớ dại mà rời xa Trung Quốc. Đổi lại, khả năng cao là Trung Quốc sẽ đưa ra kế hoạch tài trợ cho Việt Nam vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường. Đây là kế sách nhẫn tiễn hạ song điều, vừa là miếng mồi nhử, vừa buộc thêm cho Việt Nam một món nợ mới, tương tự như đường sắt Cát Linh Hà Đông, nhưng lần này là lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Hơn nữa, Việt Nam và Trung Quốc có chung ý thức hệ cộng sản, cùng có mô hình chính trị và kinh tế, Việt Nam được coi là bản copy của Trung Quốc. Vì vậy, việc Bắc Kinh sẽ quyết tâm lôi kéo bằng được Hà Nội gia nhập cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc là điều dễ hiểu và khó có thể đảo ngược được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao Việt Nam có chung vận mệnh với Trung Quốc là điều khó có thể đảo ngược. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de